tiên của trường giới hạn, đó là bài giới hạn của dãy số. Trước khi vào bài giới hạn dãy số thì thầy có cái ví dụ này. Hôm trước là cái phần dãy số đó, thì các em đã biết rằng là một dãy số thì người ta có thể cho bởi nhiều cách, mà một trong các cách đó là người ta cho bởi công thức. Lấy ví dụ như ta có cái dãy số của n cho bởi công thức sau đây, của n là 1/n. Các em có thể tính cho thầy một vài cái giá trị của n. Lấy ví dụ như U1, khi mình tính U1 ta lấy n bằng 1, thế vào công thức thì ta có là 1/1 bằng 1. U2 tương tự vậy, mình lấy n bằng 2 thế vào công thức thì ta được U2 là 1/2. Và U3 cũng vậy, ta lấy vô 1/3. U4 1/4, vâng. Bây giờ ta thử biểu diễn các cái U n này trên trục số thì thầy có thể vẽ cái trục số ra. Ví dụ như U1 là 1, đây, số 1 đây, vậy U1 của ta sẽ nằm ở đây, đây là U1, U2 là 1/2, vậy từ đây tới đây là 1 đơn vị, 1/2, nghe chưa đấy, 1/2, vậy ta có U2 ở đây. Và tiếp theo là U3, tức là từ đây tới đây 1 đơn vị, ta chia làm 3 phần. 1/3 thì kháng trừng ở cỡ này, 1/3 và có đây là U3. Tương tự U4, vậy thì từ đây tới đây 1/4 này. Rồi thì các em có thể nhận xét như vậy, U1 á thì cái khoảng cách từ U1 tới số 0, từ U1 tới số 0 là 1 đơn vị. U2 là 1/2, thì cái khoảng cách từ đây từ U2 và tới số 0 là 1/2. Và tương tự U3 thì khoảng cách từ U3 tới số 0 là 1/3. U4 khoảng cách từ U4 tới 0 là 1/4, vân vân. Ta lấy U5, U6, U7, U8, vân vân. Thì ta thấy rằng cái khoảng cách từ UN mà tới số 0 thì nó sẽ nhỏ dần khi n càng lớn. N bằng 1 khoảng cách chỉ là 1, n tăng lên 2 thì khoảng cách này chỉ còn 1/2, nó ngắn lại. N bằng 3 thì khoảng cách này 1/3, 1/3 nhỏ 1/2. Như vậy thì U4 thì khoảng cách từ U4 tới số 0 nó nhỏ hơn khoảng cách từ U3 tới số 0, vân vân. Như vậy thì U5, U6, U7, U8, v.v. thì khoảng cách các cái UN tới số 0 càng lúc càng nhỏ. Càng lúc càng nhỏ, nhưng mà bảo đảm rằng là cái con số khoảng cách này luôn luôn là số dương. Tức là UN tuy là nó gần với số 0, tuy gần với số 0 nhưng UN không bao giờ bằng 0. UN không thể chạm với số 0. Như vậy thì từ đây ta đi tới cái định nghĩa của giới hạn, là các em xem định nghĩa sau đây. Số 1, giới hạn hữu hạn của dãy số thì còn một nhỏ ta có định nghĩa. Các em đọc kỹ cho thầy định nghĩa số 1. Trong dãy số của n có giới hạn là 0, một dãy của n có giới hạn là 0 khi n dần tới dương vô cực. Nếu như giá trị tuyệt đối của UN có thể nhỏ hơn một số dương bé vì lý. Câu này hơi khó, đọc chậm chậm lại chút. Giá trị tuyệt đối của UN có thể nhỏ hơn một số dương bé
tùy ý, kể từ một số hạn nào đó trở đi, kể từ một số hạn nào đó trở đi. Ký hiệu giới hạn của n là 0 khi n tới dương vô cực, ta ghi là lim của n tính tới 0, n tính tới dương vô cực. Lim này là viết tắt của tiếng Anh limit, hoặc là của n là mũi tên tới số 0 khi n tính tới dương vô cực. Thầy ngừng ở đây một chút để cho các em đọc lại. Dãy của n có giới hạn là 0 khi n gần với dương vô cực. Nếu như giá trị tuyệt đối của n, cái giá trị tuyệt đối của n này chính là khoảng cách từ n tới số 0. Khoảng cách từ n tới số 0 có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý. Câu này hơi căng. Nhỏ hơn một số dương bé tùy ý kể từ một số hạn nào đó trở đi. Nếu sử dụng như dãy của n này là 1 phần n, dãy của n này bằng 1 phần n, dãy này có giới hạn là 0 khi n tính ra dương vô cực. Theo định nghĩa đó, ta có thể ghi là lim 1 phần n bằng 0 khi n tính tới dương vô cực. Có nghĩa là khi mình cho một số dương tùy ý, cho một số dương tùy ý, ví dụ như có thể mình lấy số dương nhỏ nhỏ thôi, số dương ta có thể cho đại là số 1 phần 10. Một lát có thể tăng lên 1 phần 10. Cho một số dương nhỏ là 1 phần 10, có thể lấy lớn hơn 1% đi. Nha. Thì sao? Có một số dương cho trước thì cái khoảng cách của em này có thể nhỏ hơn một số dương bé tùy ý. 1%, ví dụ như nằm ở đây là 1%. Vậy thì khi n đủ lớn, các u n này nó sẽ vượt qua cái khoảng cách từ u n tới số 0 này sẽ nhỏ hơn 1%. Thì nếu ví dụ như cần có n từ 101 trở đi, n 101 trở đi thì chỗ này, chỗ này là 1%. Khi n là bằng 101 trở lên, 101, 102, 3, 4, v.v. thì các cái của n, cái khoảng cách từ của n tới số 0, từ đây tới số 0 nó sẽ nhỏ hơn số dương nhỏ tùy ý cho trước. Ví dụ trong này mình có thể lấy số dương nhỏ tùy ý này, ta có thể lấy lớn lớn chứ, 1 phần triệu chẳng hạn. Số dương cho trước là 1 phần triệu thì khi nó chỉ còn n mà lớn hơn 1 triệu thôi, khi n lớn hơn 1 triệu tức là 1 triệu thêm 1 đơn vị thì 1 triệu lấy 1 thì tất cả các un sẽ cái khoảng cách từ un tới số 0 nó sẽ nhỏ hơn 1 phần triệu cho trước. Thì cái dãy số un là 1 phần n thỏa mãn cái định nghĩa như bên đây thì nói dãy un là bằng 1 phần n có giới hạn là 0 khi n tới ra tiến tới dương vô cực. Và ký hiệu là ly của em bằng 0 khi n tính ra dương vô cực, hoặc là un là mũi tên tính tới 0 khi n tính ra dương vô cực. Đó là định nghĩa thứ nhất. Đó sang định nghĩa thứ hai là dãy số bn có giới hạn là a, hay nói là bn gần tới a khi n tiến về dương vô cực. Nếu như ly của cái hiệu số bn trừ a, liên của hiệu số này bằng 0 khi n tiến lên dương vô cực, thì ta coi cái hiệu số này nó là cái un giống như bên đây, cái hiệu b trừ a nó là cái un, thì cứ theo định nghĩa số 1 ta có liên tiến tới 0 nếu thỏa mãn cái định nghĩa số 1. Vậy khi mà liên của hiệu b trừ a khi n tiến lên dương vô cực bằng 0 thì ta nói dãy số bn sẽ dần tới a, ta ký hiệu là liên b là bằng a khi n tiến tới dương vô cực. Có thể xài ký hiệu trên hoặc là ký hiệu dưới, nhưng mà thường thì ta xài ký hiệu trên.
gần như không thấy ai xài cái hiệu thứ hai nữa vì nó dài, viết ở trên thì nó rộng hơn. Rồi ta xong phần thứ nhất là định nghĩa, phần thứ hai là một bài giới hạn đặc biệt. Một bài giới hạn đặc biệt như vậy thì bằng định nghĩa ha, người ta có thể chứng minh được rằng liên của một phần n tính thì không thì là tính đây vô cực. Và các em nhớ rằng các giới hạn đặc biệt này rất là quan trọng giúp ta giải quyết các bài toán là tính các giới hạn của dãy số một phần n, n tính đến vô cực thì là không, liên của một phần n mũ k, một phần n mũ k trong đó k là số nguyên dương, nhớ k là nguyên dương thì n khi là tính tới vô cực thì giới hạn này cũng bằng không. B là liên q mũ n, q mũ n khi là tính tới vô cực giới hạn này bằng không. Còn con này giới hạn này bằng không nếu như giá trị của q vẽ là một. Cái phần liên này nó hơi khó, lát nữa ta sẽ có cái ví dụ để minh bạch cho cái giới hạn này ha. Giờ các em sẽ ghi cái phần này, liên của n bằng c, c là một hằng số nào đó, nếu như dãy của n mà là dãy hằng số là một con số c ha, thì liên của n chính là liên c và nó sẽ bằng c. Từ đây về sau để cho nó gọn thì ta có là liên của n và bằng a khi n tính tới vô cực thì ta có thể viết gọn là liên của n bằng a, khỏi cần viết n tính tới vô cực. Hãy nâng tay vài phút để cho các em có thể xem lại phần lý thuyết này và ghi vào bảng. Ta sẽ có một bài là định lý về giới hạn hữu hạn. Nếu như liên của n là phần a, như phần trên mình đã chú ý rồi, là cái phần n là tính vô cực có thể gọi gì là liên của n là phần a và liên về n bằng b, thì khi đó liên của un cộng vn nó sẽ bằng a cộng b, liên của un trừ vn nó sẽ bằng a trừ b. Liên tổng un và n bằng a cộng b, liên un nhân vn thì nó bằng a nhân b, un tính về a vn tính về b, cái này cũng dễ. Còn liên un chia cho vn thì bằng a chia b. Khi b nó bằng cái mẫu thì ta có điều kiện b khác không. Còn nếu un mà dãy này luôn lớn bằng không với mọi n và liên của em là tiến tới một số a nào đó thì sao, thì kết luận hai điều. Điều thứ nhất là số a này lớn hơn bằng không, dãy của em luôn luôn lớn bằng không thì giới hạn của nó tiến về con số đó cũng lớn hơn thì bằng không. Kết luận hai điều. Điều thứ hai, liên của căn của em sẽ bằng căn. Sau đây ta áp dụng các cái điều trên để làm một số bài tập về tính các cái giới hạn. Em xem một số ví dụ sau đây. Ví dụ số 1, tính các giới hạn sau đây.
chia cho n trên 4. Cái hàng này có thể tính như sau: bằng pi tử và mẫu cùng bậc nhất, ta có thể rút n ra từ số chung, ta còn lại là 3 cộng 1 bằng n. N vậy là ta rút gọn còn lại là pi. Từ đây qua đây các em điều chỉnh 3 n rút n ra còn lại 3, 1 rút n là 1 còn n, n này tức là n này cho số 1 rút n là còn 1, 4 rút n là 4 còn n, hai cái n này nó có thể rút gọn chỉ còn lại 3 cộng 1 n. Từ đây ta có thể làm nhanh các em các định lý bên đây là cái tử này là 3 cộng 1 bằng n, số 3 là hằng số, vậy thì khi n tiến ra vô cực nó vẫn là 3, còn liên 1 phần n, 1 phần n như phần trên và có liên 1 phần n này nó sẽ tiến về 0. 4 phần n chính là 4 nhân với 1 phần n, 1 phần n này nó tiến về 0, như vậy nhân với 4 nó cũng ra 0. Vậy thì giới hạn này ở phân tử sẽ còn lại số 3, cái mẫu là 1 cộng 0 và giới hạn này bằng. Sau này khi mình làm toán mà tính nhanh có thể bỏ qua cái bước thứ hai, từ dòng này có thể xuống đây luôn là tử và mẫu ta có thể chia cho n. Qua đây là rút n ra từ số chung, đơn giản n là số này, rút n rồi còn lại là như này, có thể làm trực tiếp từ đường đề số này, tức là tử và mẫu mình chia cho n để có cái biểu thức này và ra luôn số 3 cũng được. Ta sẽ ví dụ số 2 là tính giới hạn. Ta có thể làm tương tự với lại bài số 1 là bài 1 thì tử và mẫu là bậc nhất thì ta rút bậc nhất là n ra, còn bài cùng bậc 2 ta có thể rút n bình, rút n bình phương ra, 2 n bình rút n bình sẽ còn 2 n rút n bình, n có thể viết là n bình là nhân với 1 phần n, hai cái này tối giản, còn n vậy ta rút n bình ra nó sẽ còn lại 1 phần chia cho n bình, tức là n bình nhân với 1 rút n bình còn 1, còn 1 n bình nó là 1 phần n bình. Sau đó đơn giản n bình đi còn lại là liên
từ tốc độ mình sẽ tăng lên ra 1 phần n tính gì không, 1 phần n bình, 1 phần n bình hồi nãy cái phần mà ta có cái ly 1 phần n mũ k, trong đó k là số nguyên dương, số 2 là số nguyên dương, vậy thì ly 1 phần n mũ k này bằng 0, có nghĩa là k này là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vân vân, 1 phần lý thừa, 1 phần n lý thừa k với hàng nghìn bằng 0 hết. Vậy thì 1 chia n bình, 1 chia n mũ 3, chia là 4 vân vân giới hạn bị 0. Vậy thì chỗ này 1 phần n thì 0, 1 phần n bình thì 0, còn lại 2 chia 1. Vậy ta được giới hạn. Bài số 2. Căn 2 n cộng 3 chia cho căn n cộng 1. Ở đây ta có thể tính như sau. Cái n này sẽ là bậc 1, còn đây là bình. N thì ta có thể xem là cái bậc của nó là bậc 1 phần 2. Như vậy thì ta có thể rút cái căn 2 N này nó chính là bằng căn 2 đều nhân với căn N. Còn căn 2 N này tức là căn N nhân 1. Như vậy tử mẫu chúng ta được rút căn N này. Căn 2 nhân căn N rút ra sẽ còn lại căn 2. 3 chia căn N. Vậy sau khi rút gọn cái căn n còn lại là liên căn 2 cộng với chia căn n thì người ta có thể biết là n nằm đây, 3 chia căn n là căn của 9 phần n, 9 phần n hàng số chia n trong này có tiếng gì không, như vậy căn này cũng tiếng gì căn không, vậy thì coi như là 3 phần căn n cũng tiếng gì không, 1 phần căn n tương tự tiếng gì không, vậy bài này sẽ còn lại là n cộng 1 chia 2 n bình cộng 3. Các ví dụ mà 1, 2, 3 này thì bậc của tử và mẫu nó bằng nhau, thì ta rút cái bậc chung ra
bậc 2 thì lúc bậc 2, bậc nhất thì lúc bậc nhất. Cái này có bậc 1 phần 2 thì lúc bậc 1 phần 2 là càng n. Có đây từ bậc 1 còn mẫu bậc 2 thì ta cũng là tương tự, nhưng mà rút cái bậc càng nhất ra. Cái này em có thể làm như vậy bằng liên. Tử là mẫu thì rút bậc 2 ra. N n bình tương tự phần trên, một phần n là tiến triển không, một phần n là bình cũng tiến triển không, như vậy tử là số không, còn mẫu 3 phần n là bình, tức là 3 nhân cho 1 phần n là bình, 1 phần n là bình để tiến triển không nhân 3 cũng gì không, thì mẫu còn lại số 2 tử là không, không chia hai giới hạn là không. Và số 5, ta sẽ thấy giới hạn sau đây. Khó khó hơn một chút nha. 2N phần 1 nhân với lại 20 phút để làm bài. Cái giới hạn như bên đây người ta cho dạng đa thức mà nó trải ra hết rồi, chỉ bị đặt từ số chung thôi. Còn nhân này từ tất cả mẫu 3 này em khai triển được không? Và là tất ba từ số này ta có thể nhân phân phối vô rồi rút n mẫu 3. Nhưng tuy nhiên khi mà mình nhân phân phối vô vậy thì rất là dài. Bài này nhân phân phối vô rất là dài và khai triển cái mẫu 3 này. Một số em cũng chẳng thuộc thức. Cho nên ta có thể rút từ đây rút n ra luôn mà cũng không cần khai triển. Các em có thể làm như vậy. 2n cộng 1 này bậc nhất rút n ra. Nó là n. 2 cộng 1 bậc n. N cộng 3 rút n. 3 cộng 4 rút n. 5n cộng 1 ta cũng rút n. 5 1 n. Em lưu ý là cái điểm thứ 3 này phải để bên ngoài. 5n cộng 1 thì rút n này. N này nó còn phải chuyển từ 3 phải không? Chú ý chỗ này. Rồi sau đó ta mới rút gọn. Giới hạn này sẽ bằng biến của N này là
biến tụ 3 này đây là tức biến tụ 3 về lý thừa cho tầng thừa số 3 lý thừa cho n n 3 nhân với là 5 cộng 1 phần n tất cả các bạn. Vậy thì cái n 3 này với n 3 này ta có thể rút gọn không cần khai triển hàm tức không? Sau đó ta cho giới hạn định tiến tới luôn bằng một phần n thì không, ba trên n thì không, bốn trên n thì không, thì tử còn là cái thừa số nhất còn là số 2 thôi. 2 nhân 1 nhân 3. Còn cái này còn là số 5. Lý thừa 3. Như vậy này sẽ là 2 nhân 1 nhân 3 này là 6 phần. Cho nên là một số ví dụ cơ bản à, thì đương nhiên là cái bài giới hạn chỉ số này ta còn rất nhiều cách bài tập thì chúng ta sẽ làm tiếp theo ở các tiết sau. Bài học hôm nay chúng ta tới đây là hết. Thầy chào các em.